Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi điện chia buồn. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đích thân đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để viếng. Đặc biệt, đồng chí Vương Hộ Ninh sang dự lễ quốc tang thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Đồng chí Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, lãnh đạo kiệt xuất của việt nam là người đồng chí thân thiết người bạn vĩ đại của trung quốc đã có nhiều đóng góp to lớn đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai đảng hai nước sự ra đi của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng là sự tổn thất to lớn của đảng nhà nước và nhân dân hai nước trung quốc tin tưởng việt nam sẽ biến đau thương thành hành động tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới khẳng định trung quốc sẽ luôn kề vai sát cánh với việt nam ủng hộ sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam tích cực thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trung việt có ý nghĩa chiến lược đồng thời trung quốc coi việt nam là ưu tiên và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách ngoại giao láng giềng chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh việt nam xác định coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với trung quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa hai bên nhất trí sẽ tiếp tục bám sát quán triệt thực hiện hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình không ngừng làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược thực sự tốt đẹp thực sự ổn định và bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước góp phần vào hòa bình ổn định và hợp tác của thế giới và khu vực